Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người một cái dự án airdrop đến từ cái sàn Bitget nhé. Thì cái dự án airdrop này thì mọi người có thể là nhận thưởng lên đến là 200 cái đồng token BGB, cái đồng coin sàn của sàn Bitget. Thì tức là mọi người sẽ nhận được ngẫu nhiên từ 2 cho đến 200 cái đồng token BGB này. Thì sự kiện airdrop này nó diễn ra từ 17 giờ ngày 9 tháng 6 và nó sẽ kết thúc vào ngày 17 giờ ngày 16 tháng 6 nhé. Rồi thì đường link để tham gia vào sự kiện này thì mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả. Sau đó thì mọi người sẽ thực hiện chatbot cho mình. Rồi tiếp theo thì mọi người sẽ bấm chọn start này. Rồi ok, ở đây thì mọi người sẽ bấm chọn vào chữ Accept Invite. Thì nhiệm vụ này của nó rất là đơn giản và ở đây thì mọi người chỉ cần join vào cái nhóm Bitget của Việt Nam là ok. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ quay trở về con bot này. Tiếp theo ở dưới dòng tin nhắn này, mọi người sẽ nhập cho mình nhé. Gạch chéo này, sau đó mọi người đánh chữ myrep vào đây. Rồi, sau đó gửi lên. Ok, thì nó sẽ xuất hiện tất cả các đường link để mọi người đi chia sẻ nhé. Thì ở đây thì chúng ta là người Việt Nam nên mọi người sẽ copy cái đường link này để đi chia sẻ này. Đó, mọi người sẽ copy cái đường link này để đi chia sẻ nhé. Và để nhận thêm rep thì theo mình thì cái kèo này là mọi người có thể cheat được nhé. Mọi người chỉ cần lập một cái tài khoản sàn Bitget thôi và sẽ dùng nhiều cái tài khoản Telegram thì mọi người có thể cheat được để nhận thêm cái phần thưởng nhé. Rồi như vậy là đã xong, mọi người copy nhé và chia sẻ. Sau khi là chatbot xong thì mọi người sẽ bấm vào cái đường link điền form mình để dưới phần mô tả để tiến hành điền form nhé. Rồi ok, đến bước này thì mọi người sẽ tham gia vào cái việc điền form. Thì mọi thông tin về cái dự án này nó đều có ở trên này hết nhé. Thì điền form nó rất là đơn giản thôi, mọi người chỉ cần nhập cái UID của sàn Bitget này, sau đó thì gửi cho nó username của Telegram. Và tất nhiên rồi thì để tham gia được với cái dự án của cái sàn Bitget này là mọi người cần phải có một tài khoản và KYC cái tài khoản sàn Bitget này nhé. Đường link đăng ký sàn cũng như là video hướng dẫn đăng ký và KYC mình cũng có để dưới phần mô tả. Nếu ai chưa đăng ký thì mọi người đăng ký vào nhé để tham gia vào các chương trình airdrop của sàn Bitget. Và sắp tới này thì sàn Bitget nó có một cái chương trình airdrop và cái đồng token Revo, tức là vào ngày 13 tháng 6 này nó sẽ mở bán IDO Long Path ở trên cái sàn Bitget, một cái dự án khá là tiềm năng. Nên là nếu ai muốn tham gia vào những cái dự án Long Path ở trên sàn Bitget này thì hãy nhanh tay đăng ký cho mình một tài khoản sàn Bitget nhé. Rồi, bây giờ thì mọi người sẽ nhập cái UID của sàn Bitget vào đây. Mọi người sẽ vào sàn Bitget để lấy địa chỉ UID này. Ok, sau khi mọi người đăng nhập vào sàn xong thì mọi người sẽ copy cái UID của sàn Bitget này cho mình nhé. Rồi, quay trở lại cái biểu mẫu điền form. Mọi người sẽ nhập cái UID này vào đây. Và dưới này thì mọi người sẽ nhập cái username của Telegram nhé. Username của Telegram thì mọi người quay trở lại Telegram này. Rồi, mọi người quay trở lại, bấm vào dấu ba gạch. Sau đó thì mọi người kéo lên, bấm vào mục setting thì mọi người sẽ nhìn thấy cái username nhé. Thì mọi người sẽ nhập cái username của Telegram vào đây, quay trở lại mọi người sẽ nhập vào. Rồi sau đó bấm chọn gửi là xong nhé. Ok, như vậy là mình đang dẫn xong mọi người một cái dự án airdrop đến từ cái sàn Bitget. Với cái dự án này khá là ok nhé, nên mọi người đừng bỏ qua. Rồi, xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.